Hậu scandal, Trường Giang chụp hình với gái tỏ thái độ ra mặt, nhưng nhìn cánh tay phản chiếu trên gương mới giật mình. Có lẽ nam danh hài đã quá sợ hãi, kể cả chụp hình với gái cũng không còn vui tươi như trước. Sau scandal hẹn hò với nam em, hiện tại Trường Giang vẫn im lặng trước công chúng. Một số tin đồn cho rằng Nhã Phương đã quyết định chia tay Trường Giang và nam danh hài đang cố níu kéo cuộc tình bằng mọi cách. Mới đây, một nữ ca sĩ ít tên tuổi bất ngờ đăng tải một hình ảnh chụp với Trường Giang. Điều đặc biệt là khác với vẻ bình thường, cứ gặp gái là ôm chặt, lần này nam danh hài lại chỉ có biểu cảm khá xa cách, cười trừ không thân thiện giống như trước kia. Một nữ ca sĩ ít tên tuổi bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng với Trường Giang. Biểu cảm nam danh hài không quá vui mừng, thậm chí còn có vẻ khó chịu. Đặc biệt, nhiều người còn soi được chỗ đẩy tay của Trường Giang qua tấm gương phía sau. Bình thường cứ chụp hình với gái là ôm chặt, nhưng lần này lại khác. Có lẽ nam danh hài đã học được bài học thích đáng từ nam em nên không dám đụng chạm đến nữ ca sĩ kia. Tuy nhiên, có một số người cho rằng hình ảnh trên của Trường Giang chưa phải là mới lắm, khi hiện tại một số fan ruột nam danh hài đã cạo đầu, khác hẳn với mái tóc dày cộm phía trên. Trường Giang dù diễn cùng ai nhưng cứ có gái là ôm hôn quá đà, cánh tay lúc nào cũng đụng chạm đến bạn diễn. Cứ ôm là tay Trường Giang tự động bắt đúng chỗ. Vừa ra mắt đã bị ném đá chê là thảm họa, đến lúc nhìn nhan sắc thật của Zero Nine, ai cũng phải câm nín ngay lập tức. Nhìn diện mạo ngoài đời thật của các thành viên Zero Nine, nhiều người phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra. Những ngày vừa qua, nhóm nhạc Zero Nine do công ty của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đào tạo và quản lý khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi có tham vọng trở thành BTS bản Việt. Zero Nine ra đời với 7 thành viên được tuyển chọn từ 20 thực tập sinh, đào tạo trong vòng 2 năm và theo đuổi phong cách Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhóm nhạc và MV đầu tay này ra mắt được vài ngày, Zero Nine và sản phẩm của nhóm đã vấp phải sự chê bai của đám đông khán giả. Không chỉ thế, phong cách ăn mặc và make-up quá lòe loẹt trong MV, không ăn nhập gì với ngoại hình của các thành viên cũng bị ném đá thậm tệ. Mặc dù vừa ra mắt đã bị ném đá chê là thảm họa, nhưng đến lúc nhìn nhan sắc thật của các thành viên Zero Nine ngoài đời, ai cũng phải câm nín ngay lập tức. Trong MV, trang phục nửa mùa, tóc tai màu mè là thế, nhưng ngoài đời các thành viên Zero Nine lại có gu thời trang khá ổn. Không những thế, nhìn các anh chàng cũng có nhan sắc khá ổn chứ không đến mức thảm họa. Nhan sắc như mỹ nam Hàn Quốc của thành viên Leo. Nhìn những hình ảnh này thì cô gái nào mà không đổ rầm trước anh chàng. Không chỉ điển trai mà anh chàng cũng có phong cách khá chất. Thành viên Jibin, góc nghiêng thần thánh của anh chàng. Lúc trút bỏ lớp son phấn trong Jibin vẫn rất điển trai. Có lúc anh chàng cũng rất nhí nhố như thế này. Thành viên Island của Zero Nine. Trong nhóm anh chàng đảm nhận vị trí hát chính. Nhan sắc và ngoại hình trước khi thay đổi để ra mắt của anh chàng khiến cư dân mạng không khỏi suýt xa. Thành viên Gen cũng rơi vào tình trạng bị diêm hàng thảm hại sau khi ra mắt. Nhan sắc không phải dạng vừa đâu của anh chàng. Sau khi nhìn những hình ảnh đời thường của các thành viên Zero Nine, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao nhan sắc và phong cách ngoài đời ổn là thế, vậy mà sau khi ra mắt, Zero Nine lại trở thành thảm họa. Nam em thách thức Trường Giang và bị bóc mẻ sự thật gây sốc. Dù khẳng định công khai tình cảm với Trường Giang không phải chiêu trò, nhưng loạt hành động mới nhất của nam em khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thời gian qua, nam em đã trở thành cái tên hot và được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Mặc dù chỉ hẹn hò trong khoảng 30 ngày, nhưng mối tình của cô và Trường Giang chỉ có nốt thăng, chưa từng xuống dáng. Không những thế, 2 ngày trước khi diễn ra màn cướp sóng cầu hôn của Nhã Phương, danh hài xíu quảng vẫn gặp gỡ tổ chức sinh nhật cho top 8 Hoa hậu trái đất. Đặc biệt, nam em còn tiết lộ MV cùng anh đi xa là ca khúc cô gửi gắm đến Trường Giang và lời chia sẻ của cô giữa thời điểm nhạy cảm đã gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời lẽ bên vực, nhiều người cho rằng Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 đang dựa hơi Trường Giang đánh bóng tên tuổi. Trước lời đàm tiếu, người đẹp 22 tuổi quyết định gỡ MV chính thức. Trên YouTube, nhằm dập tắt suy nghĩ cô dùng Trường Giang cho mục đích quảng cáo sản phẩm, người đẹp từng chia sẻ rằng dù đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước đi mới của mình sau nhiều biến cố xảy ra. Nhưng nam em vẫn quyết định tạm ngưng phát sóng sản phẩm trên kênh YouTube cá nhân để tránh những ý kiến cho rằng cô đang muốn tạo sự chú ý cho sản phẩm thông qua scandal. Thế nhưng trong lúc khán giả thương cảm, dòng trạng thái mới nhất nhằm thông báo mở lại MV của nam em
bỗng khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô đang dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Chưa dừng lại ở đó, nam em còn từng lấp lửng chuyện tham gia cuộc thi quốc tế. Mới nhận một tin rất vui từ anh quản lý, lại xuất hiện trên sân khấu một cuộc thi hoa hậu quốc tế rồi, chuẩn bị luyện tập và xuất hiện đầy tự tin lại nào, tháng tư nỗ lực và miệt mài làm việc. Việc thả thính về thông tin tham dự hoa hậu quốc tế cũng khiến nam em vấp phải tranh cãi. Nhiều trang sắc đẹp trong nước cho rằng dàn ứng viên sáng giá cho các cuộc thi lớn đều đã có đích nhắm, nếu thi quốc tế nam em khó có cơ hội so với những người đẹp khác. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến vùi dập, nhiều khán giả khẳng định việc người đẹp họ Nguyễn quay trở lại với công việc là điều hiển nhiên. Sau tất cả lùm xùm không ai, nam em vẫn duy trì cuộc sống, công việc chứ không thể mãi chìm đắm trong nỗi đau. Trước đây trong một cuộc phỏng vấn, nam em đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm và tâm trạng hiện tại của cô sau scandal tình ái với Trường Giang trong thời gian qua. Theo đó, top 8 Hoa hậu Trái đất cho biết, người ta hay nói, hỡi thế gian tình yêu là thứ độc dược gì mà không có thuốc chữa, yêu là dại khờ là ngu ngơ mà. Sau khi anh Giang cầu hôn chị Nhã Phương, mỗi lần đọc thông tin về hai người đó, tôi cảm thấy rối bời, đau lòng lắm. Đồng thời, nam em bày tỏ Nhã Phương đau một thì cô đau gấp mấy chục lần. Người ta không thuộc về mình, mà trái tim của mình lại thuộc về người ta. Chưa dừng lại ở đó, nam em chia sẻ tiếp, ở độ tuổi này anh Giang chắc hẳn rất muốn có gia đình, anh ấy cần sự yên bình trong hôn nhân và cả một đứa con. Anh Giang đừng đi kiếm tìm đâu xa nữa, ở trước mắt rồi, vì người phù hợp với anh Giang nhất đã ở trước mặt rồi. Ngay chính tôi cũng nói là tôi không thích có con. Tôi là một đứa trẻ không được hạnh phúc trọn vẹn, làm sao tôi có thể nghĩ đến điều đó được. Nếu như sinh con mà mình không làm tròn nghĩa vụ thì chẳng phải là gây đau khổ sao? Mang thai con gái đầu lòng ít được khen xinh, đến khi bầu bì tập 2, nhìn nhan sắc Hải Băng mới ngỡ ngàng. Chiêm ngưỡng loạt ảnh trong hai thai kỳ của Hải Băng mới thấy sự khác biệt. Sau khi kết thúc cuộc tình ồn ào với bạn trai cũ, Hải Băng đã tìm được bến đỗ bình yên là nam diễn viên thành đạt. Sau 2 năm tìm hiểu vào khoảng tháng 4, 2017, nữ ca sĩ sinh cho ông xã cô công chúa đầu lòng. Ở lần mang thai đầu tiên, vì chưa chính thức công khai chuyện về chung một nhà với Thành Đạt, nên Hải Băng gần như giấu kín quá trình bầu bì. Người hâm mộ chỉ lờ mờ đoán ra việc Hải Băng có em bé khi giọng ca sinh năm 1988 xuất hiện với vòng hai lùm xùm ở một sự kiện. Ít chia sẻ về khoảng thời gian đeo ba lô ngược, nhưng trên trang cá nhân, Hải Băng vẫn đăng tải những hình ảnh hạnh phúc về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Có thể thấy ở lần mang thai con đầu lòng, cựu thành viên nhóm Mây Trắng có phần nhợt nhạt trong những bức hình để mặt mộc. Cô nàng cũng đẩy đà hơn về vóc dáng vì tăng cân nhanh trong quá trình thai nghén. Khá kín tiếng ở lần đầu bầu bì bé Kem, nhưng qua một bức hình được Thành Đạt chia sẻ khi cặp đôi đi thưởng ẩm thực ban đêm ở Đà Lạt, Hải Băng vẫn lộ tinh thần tăng cân trông thấy. Khi con gái chưa tròn 1 tuổi, mỹ nhân gốc Hà Nội lại tiếp tục mang thai tập 2. Ở lần bầu này, Hải Băng khá cởi mở thông tin với người hâm mộ và nhanh chóng xác nhận với báo chí. Bà mẹ một con để lộ vòng hai tròn xoe trong một lần livestream. Giọng ca con hạt giấy cũng hạnh phúc, khoe loạt hình ảnh cả gia đình đi chụp ảnh giữa lúc đang vác bụng bầu nặng nề. Ở lần mang thai em bé thứ hai, Hải Băng nhận được vô số lời khen về vẻ ngoài xinh đẹp. Có lẽ do cuộc sống hôn nhân viên mãn lại được ông xã và gia đình chồng hết mực yêu chiều, nên nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung và phúc hậu. Chính thức lấn sân sang kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp, nên Hải Băng càng chú ý trong việc giữ gìn nhan sắc, ngay cả khi đang ngán ngẩm. Bà bầu xinh đẹp, cực chịu khó chăm sóc da và sức khỏe trong thời gian chờ lâm bồn. Tại sinh nhật con gái đầu lòng, Hải Băng trang điểm rạng ngời, bế bụng bầu tổ chức tiệc cho bé Kem. Người đẹp diện đầm dáng suông che bụng tinh tế và tỏ ra rất nhanh nhẹn dù đang trong những tháng cuối của thai kỳ. Sau 2 năm chung sống với Thanh Bình, đây là tiếc nuối lớn nhất của kiều nữ Ngọc Lan. Kiều nữ Ngọc Lan cảm thấy tiếc nuối vì những tháng năm rực rỡ nhất cuộc đời không được bên cạnh ông xã Thanh Bình. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Lan vừa đăng tải dòng trạng thái nói về tuổi thanh xuân. Nữ diễn viên bày tỏ niềm cảm thông với những người vô tình để tuổi trẻ ngắn ngủi của mình trôi qua nhanh và chưa kịp tận hưởng và trải nghiệm khoảng thời gian quý giá này. Cùng với đó, kiều nữ cũng thể hiện sự tiếc nuối vì thanh xuân của cô không được trải qua cùng ông xã Thanh Bình. Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm,
Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Một số trong chúng ta tiêu phí nó cho những trò vô bổ, một số khác cho hai chữ mưu sinh, và một số còn lại rất nhỏ có tuổi thanh xuân đúng nghĩa là thật sự trải qua, cảm nhận nó sống với từng giây phút mà nó trôi qua. Những người lỡ hẹn với thanh xuân, với bất kỳ lý do nào cũng đều đáng thương, vì chúng ta ai cũng chỉ sống một lần, ai cũng chỉ có một tuổi thanh xuân. Thanh xuân của em không có anh, khi có anh rồi thì thanh xuân của em không còn, mà thay vào đó là những nếp nhăn và sự tụt dốc về sức khỏe. Em thật tiếc, nhưng thấy cũng thật may vì kịp có anh trong đời. Yêu anh gấp nghìn lần hơn, Ngọc Lan viết. Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Ngọc Lan nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, ngoài những lời khen của cư dân mạng, Thanh Bình cũng để lại bình luận ngọt ngào dưới dòng trạng thái của vợ. Thanh Bình đáp lời bà xã bằng bình luận vô cùng ngọt ngào. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc của Thanh Bình và Ngọc Lan.